Quỳnh Như ghi dấu ấn trong màn rượt đuổi tỷ số ở giải nữ Bồ Đào Nha. U23 Việt Nam nói không với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đội tuyển Philippines sang Việt Nam với lực lượng chủ chốt. Quỳnh Như ghi dấu ấn trong màn rượt đuổi tỷ số ở giải nữ Bồ Đào Nha. Quỳnh Như đá chính và góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của Lanh trong màn rượt đuổi tỷ số với Bulgaria ở vòng 9 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Quỳnh Như tiếp tục được trao suất đá chính khi Lanh thành quân tới làm khách trên sân Bulgaria. Tuyển thủ Việt Nam thi đấu trọn vẹn 90 phút trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại vòng 9 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Lanh sớm để thủng lưới ngay phút thứ 7, nhưng chỉ mất 3 phút để đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1, Quỳnh Như kiếm về quả phạt trước vòng cấm. Sau đó đội trưởng Marau phối hợp với đồng đội để ghi bàn quân bình tỷ số. Tới phút 23, Quỳnh Như thực hiện quả đá phạt từ cự ly hơn 40m. Cú treo bóng của tiền đạo này gây ra tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương và Nano tận dụng thời cơ nâng tỷ số lên 2-1 cho Lanh. Dẫu vậy, Quỳnh Như và các đồng đội đã không giữ được lợi thế. Lanh liên tiếp để thủng lưới ở phút 72 và 80 để rồi nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước đội chủ nhà Bulgaria. Sau trận đấu này, Lanh từng thứ 6 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha với 11 điểm. Còn Bulgaria leo từ vị trí áp chót lên thứ 9 khi có 8 điểm. Quỳnh Như đá phạt dẫn đến bàn thắng cho câu lạc bộ nữ Lanh Cực ở trận gặp Bulgaria tại vòng 9 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha tối ngày 11 tháng 12. Quỳnh Như ghi dấu giày vào một bàn thắng nhưng không thể giúp câu lạc bộ nữ Lanh tránh khỏi trận thua 2-3. Sau những dấu ấn đã thể hiện, Quỳnh Như tiếp tục được trao cơ hội đá chính ở trận câu lạc bộ nữ Lanh làm khách Bulgaria. Trước đội bóng xếp ở nhóm cuối, Lanh bất ngờ bị dẫn trước từ sớm sau sai lầm của thủ môn Daniela Araujo. Phút 8, Araujo rời khung thành băng lên để ngăn chặn Erika Gomez bên phía Bulgaria nhưng vụt hụt bóng và để tiền đạo đối phương thoải mái sút vào lưới trống. Chỉ 3 phút sau bàn thua, câu lạc bộ nữ Lanh cứ đưa ra câu trả lời bằng pha phối hợp đá phạt thành bàn của Madalena Marau. Đội trưởng Lanh nhận bóng sau pha giả sút của đồng đội rồi dê bóng một nhịp trước khi vẽ siêu phẩm vào góc xa khung thành Bulgaria, quân bình tỷ số 1-1. Bàn gỡ hòa giúp câu lạc bộ nữ Lanh chơi hưng phấn hơn. Phút 23, đội khách được hưởng quả đá phạt ở giữa sân, Quỳnh Như là người thực hiện. Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam treo bóng thẳng vào vùng cấm Bulgaria và gây ra tình huống lộn xộn, tạo điều kiện cho Natalie Oronos sút một cận thành, giúp Lanh cứ vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì câu lạc bộ nữ Lanh cần làm được ở trận này. Trong hiệp 2, Bulgaria có liền hai bàn thắng bởi Erika Gomez và Olivia Kiersey trong 8 phút từ phút 73 tới 80. Trong đó, Gomez ghi bàn từ pha treo bóng của đồng đội, còn Kiersey lập siêu phẩm ở rìa vùng cấm câu lạc bộ nữ Lanh Cực, hoàn tất cuộc rượt đuổi tỷ số với thắng lợi 3-2 cho Bulgaria. Thua bất ngờ trước đội cuối bảng, câu lạc bộ nữ Lanh Cực vẫn đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với Quỳnh Như, đây là trận thứ 2 từ đầu mùa. Cô chơi trọn vẹn 90 phút tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, đồng thời là lần đầu tiên cô đá chính mà không bị thay ra. U23 Việt Nam nói không với huấn luyện viên người Hàn Quốc. VFF chưa lên tiếng nhưng rất nhiều thông tin rò rỉ cho biết huấn luyện viên Kong Okyun sẽ không còn làm việc với U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ chia tay U23 Việt Nam sau khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn. Huấn luyện viên Kong Okyun chính thức tiếp quản U23 Việt Nam sau khi SEA Games 31 khép lại. Ông đã dẫn dắt U23 Việt Nam lọt đến tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong thời gian dẫn dắt U23 Việt Nam, ông Công chỉ có đúng một giải là U23 châu Á khi ASEAN 2022 đã bị hoãn. Sau giải U23 châu Á thành công, ông Công nằm trong kế hoạch chuẩn bị SEA Games 32 của U23 Việt Nam. Tuy vậy, sau thời gian dài đàm phán và thương lượng, VFF cũng như phía huấn luyện viên Công Okyun đã không đạt được thỏa thuận tài chính. Do đó, nhà cầm quân 48 tuổi này sẽ nói lời chia tay với U23 Việt Nam. Trước đó, hai bên đã ký hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 3 năm 2023. Đây là một thông tin bất ngờ với khán giả Việt Nam. Bởi với những gì đã làm được sau khoảng thời gian đồng hành, nhiều người đã tin tưởng vào khả năng gia hạn hợp đồng giữa huấn luyện viên Kong Okyun với VFF. Chia sẻ với truyền thông về quyết định trên, huấn luyện viên Kong Okyun cho biết, tôi rất muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam mang lại cho tôi nhiều cảm hứng và rất tiềm năng với nhiều lứa cầu thủ trẻ đang phát triển tốt. Lúc này tôi có thể nói với các bạn, tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán với một số đội bóng ở Việt Nam thông qua đại diện. Và tôi rất hứng thú nếu được làm việc tại G-League, một giải đấu rất thú vị. Hiện tại, huấn luyện viên Kong Okyun đã có bằng huấn luyện viên pro. Ông hoàn thành xong khóa học tại quê nhà sau khi cùng U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2022. Huấn luyện viên Kong Okyun chia tay U23 Việt Nam. Dù còn hợp đồng với VFF từ tháng 3 năm 2023, nhưng huấn luyện viên Kong Okyun bất ngờ nói chia tay U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kong Okyun ký hợp đồng với VFF từ hồi tháng 3 năm 2022. Sau đó nhà cầm quân người Hàn Quốc thay huấn luyện viên Park Hang-seo.
dẫn dắt U23 Việt Nam và có giải đấu rất thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 với thành tích vào tới tứ kết. VFF muốn huấn luyện viên Gong Okyun dẫn dắt U23 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games 32 và hướng tới ASEAN 2023. Tuy nhiên hai bên đã nói lời chia tay sau khi không tìm được tiếng nói chung. Được biết, huấn luyện viên Gong muốn được thử sức ở sân chơi V-League. Hiện tại, nhiều đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ mời chiến lược gia người Hàn Quốc về dẫn dắt. Huấn luyện viên Gong Okyun cho biết, tôi rất muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam mang lại cho tôi nhiều cảm hứng và rất tiềm năng với nhiều lứa cầu thủ trẻ đang phát triển tốt. Lúc này tôi có thể nói với các bạn, tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán với một số đội bóng ở Việt Nam và tôi rất hứng thú nếu được làm việc tại V-League. Đây là giải đấu rất thú vị. Do từ nay tới SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 năm 2023 không, còn giải đấu nào thuộc cấp độ U23. Vì thế VFF vẫn chưa phải tìm gấp người thay huấn luyện viên Gong Okyun. Như vậy, cả hai huấn luyện viên người Hàn Quốc là Park Hang-seo và huấn luyện viên Gong Okyun đều chia tay bóng đá Việt Nam. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Đội tuyển Philippines sang Việt Nam với lực lượng chủ chốt. Tân huấn luyện viên trưởng Joseph Ferreira của đội tuyển Philippines đã lựa chọn ra 23 cầu thủ tốt nhất cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân vận động Hàng để vào ngày 14 tháng 12 tới. Đây cũng là trận đấu được đánh giá là màn tổng duyệt đối với cả hai đội tuyển trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2022. Do vậy, có thể hiểu rằng những cầu thủ góp mặt trong đội hình sang Việt Nam cũng sẽ là những nhân tố chủ chốt của đội tuyển Philippines tranh tài tại đấu trường khu vực. Điều này càng dễ nhận biết với sự hiện diện của hàng loạt các cầu thủ mang hai quốc tịch, trong đó chủ yếu là các trường hợp có mẹ là người bản địa và cha là người gốc châu Âu. Đó cũng điểm được đánh giá là lợi thế lớn nhất của Atkins, biệt danh của đội tuyển Philippines trong các cuộc so tài giữa các đối thủ cùng khu vực. Có thể kể đến một số cái tên ấn tượng như thủ môn gốc Đan Mạch Kevin J. Hansen từng thử việc tại Liverpool và trải qua nhiều năm chơi bóng tại Đan Mạch. Trước khi về đầu quân cho câu lạc bộ Kuala Lumpur City của Malaysia, hậu vệ Christian Rotini có cha là người Italia, mẹ là người Philippines hiện chơi cho câu lạc bộ Penang tại giải Malaysia Super League. Tiền vệ Oliver Bayat có cha là người Đức và mẹ là người Philippines, từng thi đấu cho các đội tuyển U15, U16 và U17 của Đức. Hiện Oliver Bayat đang thi đấu trong đội hình câu lạc bộ Chiang Mai United tại Thái Lan. Ngôi sao lớn nhất của Philippines có lẽ vẫn là lão tướng Stefan Marcus Roth. Tiền vệ công số 1 của đội tuyển Philippines này có cha là người Đức, từng là tuyển thủ đội tuyển U18, U19, U20 Đức và từng chơi ở Bundesliga trong màu áo câu lạc bộ 1899 Hoffenheim và Eintracht Frankfurt. Khi chuyển về thi đấu tại Philippines, Stefan Marcus Roth 2 năm liên tiếp đoạt quả bóng vàng 2019 và 2020, đồng thời cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á năm 2019. Ngoài việc mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất để tổng duyệt cho AFF Cup 2022, tân huấn luyện viên trưởng Joseph Ferreira cũng là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý. Ông là cựu giám đốc học viện của SC Barcelona Escola và từng dẫn dắt các đội bóng KGSC, Hồng Kông, Trung Quốc, Bodrum United, Ratchaburi SC, Bangkok Glass SC Thái Lan, nay Nhật Bản và FC Bahia Món, Puerto Rico. Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 14 tháng 12 trên sân vận động Hàng Đẩy. Danh sách đội tuyển Philippines: huấn luyện viên trưởng Joseph Ferreira, trợ lý huấn luyện viên trưởng Anadi Jesus Imbriston Versus, bác sĩ trị liệu Chris Lin Lara, Kevin Conesos, cán bộ truyền thông Patrick Icebright, cán bộ phục vụ Jester Benedict Bellino, các cầu thủ, thủ môn Kevin J. Hansen, Anthony Bintas, Julian Squazer, hậu vệ Kristen Rontini, Jefferson Tabinas, Bombitmat Tabinas, Amani Aquinodo, Audi Menzi, Iris Galantis, Simon Limbo, Camille Cesar Mirun, tiền vệ Oliver Bias, Bocholo Bugas, Harry Jim Donet, Seneo Miguel S, Anel Amita, Hikaru Minesisi, Kensido Daniel, Stefan Marcus Rock, tiền đạo Andris Rafael Andiker, Jesus Joaquin Melissa, Javier Augustin Keoso, Mark Hartman. Tuyển Philippines mang nhiều tân binh sang Việt Nam. Danh sách tuyển Philippines sang Việt Nam đấu giao hữu có những gương mặt mới ở cả bàn ghế huấn luyện lẫn cầu thủ. Theo bản danh sách Liên đoàn bóng đá Philippines, BFF, gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, tuyển Philippines chỉ mang sang 23 cầu thủ để đấu giao hữu với các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày 14 tháng 12. Đây không phải đội hình mạnh nhất của THC, có quá nữa là cầu thủ trẻ và thiếu vắng nhiều trụ cột so với kỳ AFF Cup 2020. Có tới 10 tân binh Philippines chưa từng đá AFF Cup như các thủ môn Anthony Bintas, Julian Squires, các hậu vệ Audi Menzi, Simon Limbo, Bocholo Bugas, anh em Jefferson và Botabinas, các tiền vệ Camille Amirun, Harry Nunes hay tiền đạo Andris Andiker. Trong đó, Nunes mới 17 tuổi, còn Amirun và Andiker 18. Không tính Neil Etheris, những gương mặt đình đám của tuyển Philippines những năm qua như Martin Cebo, Patrick Rachel, Kevin Ingresso hay mới đây Kobe Envenido Maradon đều không cấp mặt.
về bề dày kinh nghiệm, đội chỉ có sự phục vụ của lão tướng Stefan Struck, 36 tuổi, bên cạnh tiền đạo Mark Hartman. Một cựu binh được gọi trở lại đội tuyển sau hai kỳ AFF Cup liên tiếp vắng mặt. Tuyển Philippines cũng có sự xuất hiện của các cầu thủ U23 chơi hay ở SEA Games 31 và có trải nghiệm ở AFF Cup 2020 như trung vệ Brisbane Frontini, tiền vệ Sandro Reyes. Sau gần nửa năm để trống băng ghế huấn luyện kể từ khi chia tay huấn luyện viên Thomas Dooley, tuyển Philippines cũng kịp có huấn luyện viên mới chỉ 11 ngày trước AFF Cup. Tân huấn luyện viên Giacos là ông Joseph Ferrer, 39 tuổi, là cựu giám đốc học viện Barcelona Escola. Với bản thành tích không quá ấn tượng khi mới chỉ làm giám đốc học viện của Borum United, dẫn dắt các câu lạc bộ tầm trung như Ratchaburi, Bangkok Glass Thái Lan, nay Nhật Bản và Bayamin, Puerto Rico, ông Ferrer giống như món hàng chờ chiều của bóng đá Philippines. 30 thành viên đội tuyển Philippines, trong đó gồm 23 cầu thủ, sẽ chia làm 3 nhóm sang Việt Nam trong 3 chuyến. Chuyến đầu có 2 cầu thủ sẽ có mặt tại Hà Nội tối ngày 12 tháng 12, chuyến thứ hai chở 27 thành viên. Đội, bao gồm 20 cầu thủ, sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc rạng sáng ngày 13 tháng 12, còn chuyến cuối sang Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày.